bác là vừa rút ra xong cái con này vật lông ông lão Điền này, thì từ Tết giờ mới từ mùng 4 Tết bây giờ mới lại về để đến quê nội đây các bác ạ. Quê tôi ở Thạch Thất đây mà. Đấy thì cây cối nó cũng chưa có cái gì thay đổi nhiều. Cây này thì hứa hẹn mà vặt thì muốn vặt sớm thì về bố trí về mới vặt được. Thì vừa vặt xong. Về đào này. Đào cũng đang chờ mình để cắt đây. Cắt thì cho sang năm nó tơ các bác ạ. Đấy vẫn còn hoa đấy. Nở sớm hay nở muộn thì kiểu gì bây giờ vẫn còn hoa. Cây này còn hoa, cây ngoài kia rất lắm hoa. Rồi, quất đây. Quất thì cứ bỏ đây thôi. Cái đào này phải cắt để cho đón những cái lộc mới này luôn. Không có nó ra lộc này rồi, cắt rất là khó, trột. Đấy, giờ tôi cắt thu luôn các bác ạ. Thu luôn. Tôi lấy cái cưa và cái kéo. Nhà kia nó xây dựng ổn, kinh khủng. Cách xa hàng trăm mét mà nó ổn. Đấy, cắt cành đi. Cành này nó đã lên rồi nên thì cho nó quất lên đi. Sóc cưới gì? Đánh con kiến kia kìa. Đứng sang kia, đi đi vào. Cho bạn Bi một bông hoa nữa này. Bạn Bi à. Cho bạn Bi một bông hoa nữa này. Bạn Bi ơi. Bố lại cho bạn Bi một bông hoa này. Bông hoa mọc giữa cành tử khô này. Khô rồi.
Đây này này. Rồi, nhẹ nhàng lên. Đó. Ừ. Đi vào đi. Đó. Ok rồi đấy. Tóc tóc. Tí ra bôi cho nó tí. Tóc tóc. Keo liền sẹo thế là sao? Tóc tóc tóc. Đâu cốc cốc à? Bị khô vẫn nhiều các bạn. Chẳng chăm được mà. Rồi, hy vọng sang năm nó lại đẹp hơn. Rồi, cho ra đất được thì tốt quá. Cứ quanh năm trên chợ cũng khó. Đấy, đào ở trên chợ cũng khó lắm. Nhưng nó vẫn khỏe được, chứng tỏ cây này ok đấy. Đẹp chưa? Cây bình thường đẹp chứ nói gì nào. Rồi, rồi không nghịch vào đấy của chú nha. Đây, bây giờ chuyển sang cây to này, cắt sướng. Đấy, thấy chưa? Năm ngoái không cắt, năm ngoái để năm kia thì có cắt, năm trước nữa đều cắt, nhưng mà đến năm 2019 ấy, Tết của năm 2019 là không chuyển, bắt đầu sang năm 2019 là không cắt. Thì bây giờ năm 2020 lại là cắt. Tơ quá. Và nó bị chỗ này nó hơi tối. Đào tơ. Cắt đi cho nó ngắn lại. Buộc nó phải ra những cành tơ thì nó mới khỏe. Như cây mà toàn những cành già là nó cỗi lắm, nó chảy xùi nhựa ra đấy. Tất nhiên gốc nó vẫn bị xùi nhưng mà nó còn có động lực là nó hút dinh dưỡng. Cắt các bạn, cắt nha. Sư nhà kia nó làm ồn quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vào chặt cây thôi rồi đấy. Nhanh mệt thật đấy. Đấy báo cáo bác. To đấy. Mệt phờ dâu rồi. Nghịch nhá. Đấy. Những cái vết cắt của những năm trước này. Những năm trước này. Trước và trước nữa đây. Đấy. Đây trước nữa đây. Đấy. Đào rất là tơ. Khỏe. Đấy các bác. Cái cắt tầm này là nó chưa ra được cái lông mới này. Cắt phát ra lông mới luôn là rất khỏe, mập luôn. Chứ nó ra rồi mà cắt gì chột. Chứ nó ra lộc mới cắt gì chột. Cho nên là khi mà người ta bán đào người ta không bán được mà người ta cắt ngay. Không có để nó chồi là nó yếu. Chồi mình mới, nó mới chồi lộc non mình lại cắt đi lại chờ lộc non mới rất yếu. Đây này các bác này. Khoe các bác cái cây, cái đào này. Tưởng chừng nó khô, Tết nó đã nở trước Tết rồi. Thế bây giờ nó lại nở rất là nhiều. Năm cánh rất là to.
cảm giác hôm nay lại rét rét, cảm giác Tết hôm nay mới đến các bác ạ. Đấy, còn hoa nào là còn Tết, bác nhìn yeah. Cái cành này này hôm rồi từng khô rồi, thế mà bây giờ nó lại có hoa này. Đấy, nhìn như củi khô. Đây, cái bông hoa nó rất to các bác. Thôi yeah. Nở rồi nó rất dai nhá. Chứ đào mà đào năm cánh mà thường ấy thì mà hoa nó nhỏ thổi cái bay ngay. Đấy, không bay. Bác nhìn cái hoa rất to này, năm cánh. Cây đào rất là quý đấy các bạn. Một cây đào đấy, cổ lão không có hình tơ đâu nhá, nhưng mà hoa rất to. Cho em bé này. Một hoa này, hoa đào Tết nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Đấy, to, to cực. Nhà được cái không thiếu đào, cả đào phai lẫn đào à, canh kép, thiếu đào bích thôi, không có đào bích. Đấy các bác nhìn, nó nở rồi chứ không phải cái này nở muộn đâu các bác nhá. Nó nở rất nhiều trước Tết đấy, trước cả Tết cơ. Ok, cảm ơn các bác nhá, chính thức chuẩn bị tạm biệt mùa xuân. Hẹn gặp lại các bác những thước phim của cái đào này ở những năm tiếp theo các bác nhá. Đây kia kìa, dưới kia có cái cây con của nó, đang rất là nhiều hoa này. Đấy, cũng đang rất nhiều hoa. Cũng là giống quầy này, hoa rất to. Hoa cũng rất to. Mặc dù cây non, cây mới có hoa thì hoa rất to. Cũng được 1-2 năm có hoa rồi. Đấy, giống của nó này các bác này. Hoa rất to nhá, nụ thì tầm này thôi nhưng nở ra hoa rất to. Đấy, mẹ con nhà nó đây. Các bác giống lạc ở trên Mộc Châu không?